Thưa quý vị và các bạn, năm nay tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch trồng 4.300 hecta cây vụ đông. Hiện nông dân toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch. Bà con nông dân đang khẩn trương hoàn thành nốt diện tích còn lại và tập trung chính cho công việc chăm sóc. Trên cánh đồng các xã Bản Qua, Quang Kim, bà con gieo trồng vụ đông sớm. Gia đình bà Trần Thị Hướng năm nay trồng gần 3 sào rau vụ đông. Để tránh việc thu hoạch ồ ạt, khó tiêu thụ, bà Hướng đã chủ động nghe ngóng thị trường để trồng giải vụ các loại rau màu. Nhà tôi thì trồng đủ mọi loại rau, kể su hà, bắp cải, rồi xà lách, rau còn khoai tây. Nói chung là trồng mỗi thứ một ít thôi, trồng nhiều một loại thì không bán được. Vụ đông năm nay, huyện Bát Sát trồng 330 hecta, cơ cấu cây trồng chính có sự thay đổi. Cây có củ, dễ vận chuyển như khoai lang, khoai tây, cà chua, dưa chuột tập trung ở các xã vùng cao. Cây rau xanh có lá trồng ở vùng thấp. Huyện cũng dự kiến đưa cây ngô, đậu tương và lạc trồng thay thế một số diện tích chuối bị mắc bệnh Panama không thể tái trồng lại. Mục tiêu hướng đến những cái gì đấy nó truyền thống và nó đang đáp ứng cái thị trường đầu ra ổn định. Vâng, thì đầu ra đã ổn định. Cái hai nó cũng hướng đến một số cái cây trồng mới mà cũng thị trường đang rất là quan tâm và cũng có cái khả năng tiêu thụ và giá trị cao, như là cây mầm đá, như là cây cải thảo và một số giống hoa phục vụ cho cái dịp Tết. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả canh tác, các địa phương cũng chủ động mời gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất vụ đông. Một số huyện còn tính toán trồng cây vụ đông phục vụ du lịch. Để sớm không thể vụ lên so với phương thức canh tác truyền thống của bà con. Yên Đô hiện tại bây giờ có cái diện tích giải phóng được cơ bản với diện tích lúa. Ở những cái bản trọng điểm về du lịch dự kiến là chuẩn bị triển khai cái cánh đồng hoa mùa vàng. Cũng là cây vụ đông, thế nhưng mà không phải để phục vụ để nhu cầu thực phẩm, mà là phục vụ nhu cầu du lịch và phát triển du lịch cộng đồng ở xã. Tập trung cho tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái việc liên kết bao tiêu thụ sản phẩm, tránh dư thừa sản phẩm khi mà chúng ta tập trung trồng một cái loại cây trồng cũng như là một cái thời vụ để thực hiện những cái dư thừa cục bộ trong thời gian định thì gây ra cái việc là cái giá thành sẽ bị ảnh hưởng. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi nên cây trồng vụ đông phát triển khá tốt, một số diện tích rau ngắn ngày như cải canh, cải cúc đã cho thu hoạch. Các địa phương đang chỉ đạo bà con nông dân tiếp tục trồng gối lứa và tập trung chăm sóc, phấn đấu tổng giá trị sản xuất vụ đông toàn tỉnh ước đạt trên 417 tỷ đồng.